Hello chào các bạn nha. Tìm cái đường vào thôi. Ok, chào các bạn nha. Chào các bạn. Có cái đường vào dưới kia. Ở đâu ấy? Đất của họ là từ mãi đầu trên kia cách đây 200m. Ôi, dàn đẹp đấy. 200m để đi vào. Ok các bạn nhá. Hôm nay là anh em mình sẽ tới một cái trang trại bỏ hoang. Đã thấy bỏ hoang rất nhiều năm rồi. Ở ven đường rất là nhiều năm rồi. Bây giờ là vào tìm hiểu. Nếu mà mua được thì mình mua mình làm. Một là họ không thì mình mua lại mấy cái dàn dàn kho này. Một là họ cho thuê lại trang trại. Hai là có thể là bán lại các cái máy móc cũ, trang thiết bị cũ. Đây, đường lên đây. Mình sẽ anh em mình sẽ mua lại. Đấy. Nếu mà bán rẻ thì mình mua. Đấy. Bây giờ rẻ vẫn thì chắc cũng không rẻ đâu. Vài nghìn đô giao dịch ngay. Vấn đề là bây giờ là phải vào bên trong. Ô, thấy đường của người đi này. Đúng rồi. Vẫn có người mà. Cái này chắc là có người canh mà. Này, đất đẹp chưa? Bên này đất quá đẹp luôn này. Đây. Bằng phẳng luôn. Ở bên sát sườn bên tay trái đây. Vào xem mua được cái gì thì mình mua. Bạn sát sườn bên trên trái đây là một con suối rất là to. Người ta cũng mà. Người ta cũng vứt lâu rồi mà. Ôi giời, coi dàn này. Đấy. Quả dàn này mới là đẳng cấp đây. Dàn này. Ôi, dàn tới từ đồng này. Dàn này mua chả tháo ra được nhỉ. Ui giời. Ôi, dàn này 100 mét. Ui, dài ra. Ui, sâu nhỉ. Dàn này phải 200 mét hơn. Thế là... Nhìn to thế mà sao... Anh nhìn ở ngoài bé thế mà vào đây nhìn to nhỉ? Đây, như mình thì mình vào tìm hiểu cái sắt này thế này. Mình mua lại cái khung sắt cũ này. À, khung sắt cũ này này, để về làm kho xưởng này. Quá đẹp luôn. Hình như có người, trồng ngô này. Đâu? Trồng ngô đấy. Ờ, à, trồng ngô, có người canh vào đấy, đi đâm thẳng vào cái nhà nhỏ đấy. Đây, ui. Ui, cái dàn này đẹp không này? Ui. Xuống xem không? Ui. Để xuống xem đã. Ôi, cái dàn này bỏ hoang lâu này. Từ tí ra đấy. Tí quay lại à? Tí phải xem có người chủ ở đâu mình mới hỏi được chứ. Dàn kinh không? Kinh nhờ, nó nối người ai nhờ. Nó đi kiểu gì nhờ? Không, cái này nó kiểu... Đi trên đất cái bánh xe kìa. Có máy. Có máy điều khiển từ xa. Có motor lắp kìa. Điều khiển từ xa motor ấy. Tí quay lại chứ. Ô, đẹp trai nhờ. Ui, mới nhờ. Để không lâu thế mà nó mới nhờ. Không thì thuê nguyên lại cái khu vực dàn này nhờ. Ui, xa lắm. Cái trang trại hợp lý luôn. Đây là trang trại mình hợp lý. Sao lại bê đi kiểu gì đấy? Lắp ghép. À, lắp ghép à? Cái này lắp ghép thôi. Đây, đường vào đây. Tâm thẳng vào, hỏi. Ui, cò này, cò thích à? Cò thả bò mình vào đây. Ui, cò ấy. Ừ, ui, cái này cỏ trống đó. Ôi, kia một dàn nữa kìa. Ua, bỏ hoang luôn kìa. Thì là chạy ra cái không mua cái sắt này về làm. Mua cái sắt dàn này đâu khó được mà. Cái này sắt lắp ghép mà. Cái dàn này thì để mình thành để dàn luôn, bê cả dàn về chứ cưa ra dàn về làm kho ấy. Đây này, đấy, sắt này mới gọi là sắt này. Tôn thì chắc là bán một nửa rồi. Bán một nửa tôn rồi. Tôn này tốt đấy. Tôn hình như tôn này kẽm đúng không anh? Tôn kẽm. Tôn kẽm ấy. Tôn này đi điên thoải mái đấy. Tôn kẽm. Có ai đâu? Không ai. Có. À đây. Vào đây mà. Vào mà, trang trại thì vào thử nhiên thoải mái. Đây. Ui rồi, sắt chữ U mà dặn kìa. Đi xuống. Đâu? Sao người đâu? Xuống thì xem nha. Còn ai hỏi về. Đi. Ui, một cái trang trại bỏ hoang. Ôi giời. Cũng à, anh Quý ơi, bó này. Hả? Cho bó vô tiêm này. Ừ, đúng rồi. Đây đây. Đẹp này. Cái mà lúa bò vào, lúa bò vào để mà tiêm phóng này. Cái sắt này. Alo. Ô, bố ta đi. Ô, ta ghi tay sức hồn sao? Máy cày với máy múc kìa.
Tao ăn đi. Lấy xe ra. Ôi, các bạn này. Tí hay là tí nữa mình sẽ hỏi mua cái này đầu tiên, hiểu không? Ui, hàng rào này. Cái này lúa bò vào đây, mình tính là làm bằng gỗ hàn. May chưa làm. Phải không? Mỗi hôm đi, đấy anh đã bảo rồi, có phải không? Ồ, cái máy này máy đập ấy chứ. Ui ôi. Hả? À. Đúng rồi. Ờ, à, đúng rồi. Ủa, sao lại... Mở thủy lực luôn này. Thế là cái gì ấy nhỉ? Cái cửa. Cửa. Cửa đi ra cái... vào của ấy. À, cái này là mở đi ra vào đây là ở để ấy này. Kiểu phân chia bò ấy. Đây này, đây này. Cái này mới gọi là sắt này, để làm mấy này. Ô, sao nó đang mới như này nhỉ? Nhưng sao nó đang mới như này nhỉ? Ừ. Cái này chắc làm do khủng hoảng kinh tế dừng lại luôn đấy. Dừng lại, cái này là dừng lại rồi. Ốc của đang chưa bắt đây này. Ừ, lặt đi bán về, bán phát phun. Ốc năng lắm đấy. Đây, hỏi bảo vệ đấy. Ốc còn sân chưa bắt này. À, đây rồi. Bảo vệ hỏi quản lý ở đâu, xin số điện thoại đó, chủ. Xin số điện thoại chủ. Bố ta đi. Thật tu bay. Vala le. Hola. Ok, rupay gun ta đi, donu aki. Donu. Silenti nate. Gerente. Gerente. Da onde? Sim. Porque não vive aqui, está na cidade. Na cidade? Tem número? Sim. Ui, joda, velho. Dá nosso número, né? Do gerente. Tem número? Sim, tem. Mira seu número. Aqui dá para muito tempo, né? E agora é muito tempo. Sim. Ele não trabalha mais. Pedi número, depois vou dar cá já. Trabalha, aqui trabalha. Bom dia. Tudo bem? Ah, bom dia. Aqui trabalha. Tá trabalhando, né? Ah, nós só quero alugar tudo aí. Você conhece o chefe Mosquita? Antônio Mosquita. Mosquita é polícia? Não, empresário. Mosquita. Antônio Mosquita. Em lấy ra đủ một công ty rất là lớn ở trên Huambu, mình không biết nhỉ? À. Chủ hãng ô tô à? Xe vận tải. À, thế thì ở chỗ trước nhà chú Quảng. Ở trước cái khu nhà chú Quảng đối diện sang đây bán cũng bán máy cày mấy kiếc ấy. Các cái đồ nông nghiệp ấy. Đúng rồi, chắc là chủ đấy. Đúng rồi. Ô tô, bán ô tô nữa. Ờ, bán ô tô đấy. Outra fazenda tá na Barra do Quanz. À, kia kìa. Các bạn nhìn không? À, máy móc, máy cày đang để. Posso dar número del gerente? Gerente, já podemos dar número. Cái sắt này kho này. Bây giờ dừng lại hoạt động rồi mà không biết là có bán lại mấy cái khung sắt này không nhỉ? Cái này người ta chưa hoạt động. Chưa hả? Ừ. Chưa hoạt động mà. Chưa hoạt động. Đấy thì vào đây mà xem này. Esse não trabalha ainda, né? Já nós chumo outra vez, já. Nó tự ra về nhá. Bố đem bố tự ra về nhá. Đây. Sắt này. Sắp tới là mình đang tính làm cái kho. Bố đời sắt này thì kho gì to thế. Cái này to quá. To quá anh quý ạ. To quá. Kinh nhỉ. Sắt dựng như kiểu như này này, trong kia là cái kia các cái gì cho ăn đấy đúng không, hay nuôi lợn nhỉ, không biết là nuôi gì, nuôi lợn hay sao nhỉ. À, à nuôi bò từng con một chút vào chuồng đấy à. Ô, máy cày nhiều nhỉ. Máy cày ba cái. Mỗi một máy úc, máy xúc lầy, xúc lật nữa. Khu này là khu cho ăn tự động. Ôi máy vẫn còn đóng thùng mới nguyên đây này. À, cái này là khu này là khu cho ăn tự động. À. Đây này.
khu ăn tự động đây này. À bò sữa, bò sữa. Ui giời. Phô đi áp đi. À, đi xuống, đi xuống, đi xuống, đi xuống. Bò sữa. À đây là khu ông ấy nuôi bò sữa. Nhưng mà sao không làm nhỉ? Cái này chắc là... Hình như mấy trang trại hay sao ấy. À, đặc cái gì nữa? Các cái khu kia là, em biết là khu làm gì không? Trồng cỏ để nuôi bò. Bò sữa, ở đây nuôi bò mà. Thôi, thế thì thôi rồi, ước mơ mà mua lại cái dàn đấy là khó rồi, khó rồi. Nuôi bò sữa, chắc gì mình thấy trồng cỏ gì ngoài nhiều lắm. Sạch nhỉ? Ủa, cái ông này, ông đầu tư vào đây nhiều tiền lắm này. Nhiều tiền. Nhiều tiền mà nó... Cái này phải bao nhiêu, mấy chục triệu đô không ít được. Ừ, mấy chục triệu đô là cái chắc luôn. Ngày xưa chứ. Để bao nhiêu năm rồi? Ít nhất là cũng là mình đi qua đây là từ 5 năm trước là đã có cái gọi là cái nhà này rồi. À đây bò vào đây là giữ đó, đứng vắt sửa chảy ra đây này. Có nhiệt đồ gói đầy đủ luôn này. Cái này mới đầu tư hình như là ngừng. Chưa, hình như chưa hoạt động thì chưa phải. Chưa hoạt động này, các thiết bị điện tử này. Đấy. Toàn bấm nút hết đây này. Chưa hoạt động. Nói chung là hôm nay là cũng khám phá ra được là có những cái nhà đầu tư sang bên Angola này cũng thuộc một cái dạng là cũng có top đây này, đẳng cấp đây này. Thôi đi về thôi, chứ anh em mình thì mua gì, chỗ này lấy đâu ra mấy chục triệu đô. Kinh. Gì nhỉ? Tiền ông này nhiều như này chắc là không bán đâu, không bán mấy khung sắt này đâu. Bán gì? Bán để nuôi bò sữa chứ mình có hợp với cả trồng trọt đâu. Đâu, ý là cái mấy cái khung sắt này này, khung sắt này này. Đây là chuồng bò đấy, khung sắt gì? Đấy, khu này là khu trồng bò đấy. Cái filter đấy. Pasaki đấy. Đấy. À. Đúng không? Ồ. Cái chuồng bò của đây là cái chuồng bò. Đây đây, bò máng ăn ở dưới đây. Ở dưới có máng ăn đây này. Kinh nhờ, đầu tư những cái sắt này là kinh khủng lắm đấy. Bò sữa tập trung cho ăn bên này. Đấy. Đấy, lối đấy, lối chở thức ăn vào. Đấy, nó cũng giống chuồng bò mình có một cái lối đi ở giữa đấy. Đúng không? Chuồng bò mình cũng làm kiểu thiết kế này. Nhưng cũng mà thiết kế như này nhưng mà bằng gỗ. Chuồng bò mình kiểu... kiểu lom dốc. Ôi ơi, tôn nhờ. Ui dồi. Tôn này thì đỉnh rồi. Bao giờ chuồng bò mình mới nâng cấp được lên như này nhỉ? Kinh nhờ. Nó không cần kèo luôn đấy nhờ. Không cần kèo dưới đấy nhờ. Tôn thế thì... Kinh. Hóa ra là cái dàn lúc nãy là cái dàn để gọi là... Nhưng mà trồng cỏ. Trồng cỏ. Vẫn ẹp về, tôn dày thế mà vẫn mình đang xin cỏ đấy bên trong nhỉ. Cái tôn này không cần kèo luôn này. Không cần gì kèo. Tôn dày, tôn kẽm mà. Tôn này không cần kèo luôn mà. Kẽm dày. Cái tôn này đắt, đắt dã man luôn ấy. Tôn này một mét phải mấy chục nghìn quan. Mấy chục nghìn quan là thế nào? Một bạn nhầm. Một mét vuông ấy. Phải vài trăm nghìn. Không. Tôn không kèo cơ mà. Cứ tầm 1.000 đô một tấm. Cứ tính 1.000 đô một tấm. Khiếp nhỉ. Bây giờ làm. Ngày xưa thì biết đấy. Đâu ngày xưa nếu mà tới tính thế thì phải 2.000-3.000 tấm. Đây là cái kèo này bắt tôn nó có chạm vào cái kèo này đâu. Có cần kèo đâu. Cái này nhập nhỉ? Tôn làm kèo luôn đâu. Tôn là kèo luôn đấy. Tôn là kèo. Tôn này mình đi trên thoải mái. Kinh nhỉ. Nhập bên cái này phải nhập được ngoài về không phải ở bên này. Quá khủng khiếp luôn. Thế là không mua được rồi. Thất bại rồi các bạn. Thôi thì đi tham quan được. Mình đi ra xem hỏi. Máy móc nhìn từ xa nhìn bé hay nhỏ mà, nhỏ nhỏ mà cái mấy cái thanh ấy nhỏ nhỏ này mình cũng tưởng là cái sắt hộp như mình như han đấy. Cái chữ U như là nhỏ. 45 cái máy cày. Đi ra xem máy cày gì gì lên thì nó về đi. Esse momento não, né? Já. Đây là nơi sẽ là lấy sữa đi, vắt sữa vào đấy. Cho liga. Já. Mais tarde eu vou ligar para ele. Dobrar, né? Cỏ gì trồng rồi. Só. Đường luôn. Đất mặt đường luôn. Mặt đường luôn. Cái đất này là của sếp lớn đấy. Esse capi para vaca, né? Você não tem cimento esse aqui? Acabou.
Yes, se puede levar sin planta? Sí, no. Đã? Rồi, không xong mình. Mua cement thì ngoài đây mua cỏ. Ừ. Tại mùa tuần á? Planta bem? Esse do tempo seco ele vai crescer bem? Esse não sei. Cỏ này là cỏ khá gì có sữa đâu anh. Cỏ để nuôi bò sữa đây. Đây đúng không? Đây mình sẽ mua về. Lá mềm. Ít hôm sau về trồng. Lá mềm mà không có lông. Ừ. Cái bò ăn nó không bị ấy miếng ấy. Thử hỏi xem là để đào. Có mà hỏi đấy. Nên đào. Ừ. Đào một xe tải. Đào một xe tải to. Ở ngoài kia kìa. Đầy. Để trồng cho nó nhân ra mùa này. Ừ, để có vài xe tải luôn. Mình trồng gần mướng ấy. Là mùa thoải mái thôi, trồng cái chỗ mình ấy. Trồng mùa khắp khô, nơi ấy. Mùa khô để mình cho nó mọc đâu rồi mọc. Tiền cho tưới ấy. Đông mùa này phải trồng. Thật phải trồng mùa mưa để sang mùa khô phát triển rồi. Bảo có sữa chứ cắn vào có thấy sữa đâu. Thế yeah. Không, cái đấy phải giả ra lấy nước. À. Cỏ sữa cái tên thôi, cỏ nào mà cỏ mà nó ra sữa được. Thường cỏ mà ra sữa được cái cỏ. Đây này, cái chỗ để bốc bò lên xe đây này. À. Đột xe vào đây là bò đi. Bò đi chui vào đây. Chui lên xe. Nhìn cỏ thích nhỉ? Cỏ này mà thả bò mình vào ăn thì thôi. À đấy này có nhà các anh ở cái đồng coi. Mấy bảo vệ thuê mấy bảo vệ trông coi. Mấy bảo vệ đồng coi. Cái này vẫn hoạt động mà. Cái trồng ngô bên kia. Ngô bên kia kìa. À kia ra tên mi lưu, bà có mẹ. À anh đây. 1, 2, 3. 3, 3 kia. 3 máy cày. 3 máy cày. Một cái xúc là, trời ơi, cái này làm đường thì biết thế hề. Cái này ủi cái gì được hết. Mày. Khai hoang thì nó thật đi. À, ủi cái này thêm. Lãng phí nhỉ, quá lãng phí luôn. Cái này mà đưa cái đội hình này vào tay mình nhỉ? Chắc bán hết. Săn bằng tỷ số. 6789. 6789 ấy. Săn bằng tất cả. Máy cây này cũng như máy cây mình thôi. Ừ. Máy cây vẫn làm á. Nhưng mà ba cái mình cũng ôi rồi máy xúc đủ to này cơ mà. Xúc lật này thì thôi. Ừ. Này Linh ơi. Ui giời, cái lốp này giờ cái mấy triệu quan ấy, không ít đâu. Không ấy, có càng đâu. Không làm gì có càng. Có thấy đâu. Đây chỉ một xúc lật thôi. Linh ơi. Mấy cái này là cái ủi gì này? Cái này làm cỏ sao? Cắt cỏ ấy. À, thu hoạch cỏ à? Gia chiến nhờ. Đây, cỏ này người ta trồng khắp nơi này. Ừ. Cỏ sửa đấy. Cả tất cả cái bãi mà có cái ấy bên trên kia là để cho cỏ hết, trồng cỏ hết đấy chứ. Tốt nhỉ. Cứ làm việc cứ có. Làm việc có bảo vệ hoặc là quay thì lên tí thôi. Không là lên xin cỏ thì cần gì. Xin gì mình mua đàng hoàng nghe. Esse é o quero esse capi. Eu quero esse capi. Esse? Só se pregurar o tempo. Hã? Só pregurar o dia que vai puxar. Domingo dá? Domingo. Você depende de ti, qual é o dia eu vou vai buscar. Eu vou trazer carinha com o homem, né? Esse tem que cavar, tem máquina de cavar esse? Não, é uma coxada. Uma coxada? Bom. Nem depois da manhã. Depois da manhã? Yeah. Tá bom. Então depois da manhã. Você não tem número, né? Não, o número mas aquele colega tem. Tem? Ah. Ou sempre estava aqui? Sim, sempre estou aqui. Não vai trocar? Se trocamos. Trocamos? Yeah. Sim, eu vou sair sexta-feira. Ah, sexta-feira vai sair. Então eu vou, vou chegar antes de sexta-feira. É. Tá bem. Yeah. Então, vou trazer o homem. Ok, tính đang nada para vender. Đi, rồi mình đi về đi. Có đi xe vòng nữa không? Thôi, hôm nay được đi ở thăm. Đây là ngắm được cỏ rồi. Đây có cỏ là được rồi đấy. Bò dê rồi. Được đi tham quan. Lấy số lượng nhiều trồng cho kim. Mùa này mùa mưa này cho nó ra nhiều. Ese tampo nào vende? Aquele tampo azul. Nên ya. Được đi tham quan mở mang tầm mắt rồi nhá. Yeah. Gặp được cái cỏ này là ngày này đi là không phí đâu. Ừ. Cỏ này thì mình thích. Cỏ này người ta để dùng để nuôi bò sữa đấy. Đi thôi đi về thôi. Okay. Ok các bạn. Thì, mai mốt lên đây mua cỏ thì quay cho xem. Mà quay cho mọi người xem sau nhá. Rồi anh em mình đi về cái đã. Chào các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn nhá.